Hello mọi người nha. Đây là màn solo của mình với bạn. Đấy. Thì giờ mình đánh solo. Mình chỉ đánh chơi vui thôi. Chủ yếu là phá tem là nhiều thôi. Vậy hôm nay mình chơi trận solo này. For the bold. Only the righteous will prevail. Victory is for the bold.